Hello mọi người, lại là mình đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá loại nhện khổng lồ ở Tây Nguyên. Và đầu tiên đây là cái hang. Con nhện khổng lồ này nó sống ở trong hang. Cái hang của nó thường có cái tơ xung quanh. Đó là cái điểm nhận biết về cái hang của con này. Rồi mình sẽ đào bắt nó lên và review về con nhện khổng lồ này. Mình đã đào xong rồi nha. Trong quá trình đào không có ai quay nên mình tạm thời cắt đi. Vâng, mình sẽ thả nó ra. Đây, con nhện nó rất to. To bằng cái ngón tay cái của mình. Có một số con còn to hơn. Đây là cái răng của nó, mình sẽ quay cận cảnh luôn. Con này có độc nha mọi người. Ai biết về con này thì cho mình ý kiến nha, comment bên dưới. Cái chân nó rất là dài. Đây là cái mắt của nó. Mình sẽ zoom vào. Nó có 4 con mắt nha mọi người. Không biết có phải là mắt hay không, nhưng mà có 4 cái. Cái con mắt là 2 cái răng. 2 cái răng to hơn cái chân luôn mọi người. Đây là chân, chân có rất nhiều lông. Vậy thôi, review của mình đã kết thúc. Do kinh nghiệm ít ỏi, hy vọng mọi người có kinh nghiệm hãy comment bên dưới. Và đừng quên like, chia sẻ, góp ý cho mình nha.